trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay chúng tôi đề cập về những đổi mới của quy hoạch đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018. Trong đó, thay đổi này gói gọn ở hai cụm từ: chỉnh trang và phát triển. Theo các chuyên gia, thì những gam màu đô thị được vẽ thêm trong bản đồ quy hoạch này sẽ làm thay đổi thị trường bất động sản Hồ Chí Minh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Vậy những khu vực nào sẽ được tập trung phát triển? Những điểm mới trong quy hoạch thành phố sẽ là gì? Và doanh nghiệp cần lưu ý những gì trước sự thay đổi này? Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 2 hội nghị kêu gọi đầu tư cho 2 nhiệm vụ chỉnh trang và phát triển đô thị với tổng nguồn vốn cần huy động là 23.240 tỷ đồng. Như vậy, cùng với 2.508 tỷ đồng vốn ngân sách, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện 3 mục tiêu: di dời 21.850 căn nhà trên và ven kênh rạch, cải tạo xây dựng mới 18 chung cư cũ bị hư hỏng nặng, và thứ ba là chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. Đây là một trong 7 chương trình đột phá trọng điểm của thành phố trong năm 2018, khi kinh phí cho chỉnh trang và phát triển đô thị chiếm đến 3% nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm. Nói như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm, nhưng khi đó là chương trình đột phá đó, thì việc tổ chức thực hiện chương trình này nó sẽ được thực hiện tập trung và thống nhất hơn. Nó không phải rời rạc là tùy theo cái mức độ quyết tâm hay là không quyết tâm của từng địa phương, của từng dự án, cái bức xúc của cái gì, mà phải có sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa địa phương, tức là các quận với thành phố, trực tiếp là các sở ngành có liên quan. Trong đó, để huy động tối đa nguồn vốn xã hội vào các dự án phát triển đô thị, thành phố chủ trương tạo điều kiện tốt nhất thu hút doanh nghiệp tham gia theo hình thức đối tác công tư PPP. Cụ thể, trong chương trình cải tạo và xây mới 18 chung cư cũ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phân quyền cho quận thực hiện thủ tục đầu tư thay vì phải thông qua nhiều sở ngành liên quan như trước đây, với mục tiêu đẩy nhanh công tác xây dựng và thay thế 8% chung cư trong tổng số 237 chung cư hư hỏng trên địa bàn thành phố năm 2018. Riêng 61 dự án cải tạo nhà trên và ven kênh rạch, nhà đầu tư được khai thác các quỹ đất trên hoặc lân cận dự án để kinh doanh thu hồi vốn ở chính dự án. Còn 52 dự án chỉnh trang kênh rạch còn lại do khó di dời, không hấp dẫn nhà đầu tư thì nhà nước sẽ trực tiếp thực hiện. Những dự án mà chúng ta phải đầu tư bằng vốn ngân sách là những dự án mà mình không thể mở rộng biên giải tỏa bồi thường giải phóng bằng được. Mà cái đó thì nhà đầu tư không có cái quỹ đất để khai thác, hay nói ra là không có lợi ích trong cái dự án đó, thì người ta không thể tham gia mà nhà nước phải đầu tư. Hay nói khác là chỉ có thể giải phóng mặt bằng ở nhà, xin lỗi, chỉ có thể di dời các cái nhà trên kênh hoặc ven kênh nằm trong hành lang mà không thể khai thác quỹ đất ven kênh rạch thì phải thực hiện bằng vốn ngân sách. Còn bên cạnh cái việc giải tỏa nhà trên kênh và ven kênh, tức là trên hành lang, và chúng ta mở rộng biên ra để thực hiện chỉnh trang đô thị nữa đó, thì nó sẽ khai thác được quỹ đất theo quy hoạch, thì lúc đó mình mới mời gọi nhà đầu tư tham gia. Song song với việc chỉnh trang lại bộ mặt đô thị là nhiệm vụ phát triển đô thị theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là hạt nhân và mở rộng ra 7 tỉnh lân cận. Cụ thể, nếu lấy tâm từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì vòng tròn phát triển sẽ mở rộng đến 30.404 km vuông với bán kính từ 150 đến 200 km, có nghĩa sẽ hình thành các đô thị vệ tinh mới. Có thể nói trong bán kính 50 km kể từ trung tâm thành phố, các đô thị như là Tân An, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Long Thành, rồi Nhân Trạch, rồi Bà Rịa, Vũng Tàu, vân vân, đều sẽ nằm trong cái chùm đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cho biết chỉnh trang và phát triển đô thị trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 do hai nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan vì đây là nhiệm vụ đã đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, còn khách quan đến từ bất ổn quy hoạch. Chủ đề mà chỉnh trang đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đó là theo tôi là một chủ đề hết sức là nóng bỏng và nó đúng với cái nhu cầu của thành phố hiện nay. Như vừa rồi chúng ta biết rằng, tức là cái thông tin là cứ mỗi 5 năm đó, thì thành phố chúng ta phải thêm 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn người nữa. Và cái Thành phố Hồ Chí Minh đó, tiền thân là Sài Gòn trước đây, thì nó được thiết kế cho một cái quy mô rất là
rất là nhỏ. Hiện nay cái tỷ lệ dân số Cần Giờ và Củ Chi chỉ hơn 1 triệu thôi, mà chiếm một cái diện tích là hơn phân nửa cái thành phố này. Còn lại là gần một phân nửa diện tích thì khoảng 12 triệu dân đang sinh sống và làm việc. Thì nhìn thấy cái hình, cái sơ đồ một lộ dân số, các anh chỉ thấy là một hình chóp ở giữa trung tâm. Thì như vậy đó là bài toán về đô thị hiện nay đó, nó phải tính toán lại. Nếu theo quy hoạch năm 2010 dự báo dân số thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 12,5 triệu dân, tuy nhiên thực tế năm 2017 quy mô dân số thành phố Hồ Chí Minh đã là 13 triệu người. Còn nếu tính mật độ dân số trên 1 km vuông thì thành phố Hồ Chí Minh đã gấp 17 lần bình quân cả nước với 4.700 người, có nghĩa quy hoạch đang quá chật so với thực tế phát triển của thành phố. Cho nên chỉnh trang và phát triển sẽ là hai nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hạ quyết tâm thực hiện kể từ năm 2018, bởi mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy việc điều chỉnh quy hoạch sẽ là quyết tâm hành động của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm kể từ năm 2018. Với mục tiêu thay đổi bộ mặt đô thị hơn 2.000 km vuông này, nhiều chuyên gia cho rằng việc chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tác động đến bức tranh quy hoạch đô thị của thành phố, trong đó sẽ có nhiều khu vực thay áo và xuất hiện một số mảng màu bất động sản mới. Những cảnh lụp xụp này của bến Bình Đông quận 8 sẽ không còn, thay vào đó là những chung cư như thế này. Bởi dự kiến đến năm 2020, tổng số 11.477 căn nhà lụp xụp ven 23 kênh rạch của quận 8 sẽ được di dời. Thay vào đó là một diện mạo khác. Nhiều chuyên gia kỳ vọng quận 8 có thể trở thành cung đường vàng thứ hai sau bến Vân Đồn quận 4 trong tương lai. Cái quận 8 sẽ là một cái quận mà sắp tới cư dân cũng như sẽ tập trung khá đông. Cho nên là đó là một cái yếu tố mà để các nhà đầu tư có thể phát triển các cái khu ở và các đơn vị ở, từ nhà phố cho đến chung cư cho đến tất cả các cái trung tâm dịch vụ giải trí sẽ phát triển ở khu vực quận 8 rất nhanh. Và theo tôi nghĩ thì nó chỉ cần mất 3 năm nữa thì khu vực quận 8 sẽ rất là đông đúc và ồn ào. Ngoài quận 8, bộ mặt đô thị ven kênh rạch ở 5 quận là quận 7, quận 4, quận Bình Thạnh, quận 5 và 6 sẽ được thay áo bởi các chung cư cao tầng. Đồng thời mục tiêu phát triển giao thông đường thủy cũng sẽ góp phần làm cho 55 km tuyến kênh rạch nội thành thành phố Hồ Chí Minh khang trang hơn. Riêng 18 chung cư được cải tạo và xây mới sẽ là ngôi nhà an toàn cho gần 10.000 căn hộ hiện nay. Chúng ta xóa bỏ những nhà kênh rạch thì đương nhiên là sẽ hình thành những khu dân cư mới, sẽ người dân sẽ được tái bố trí ở đó. Rồi những khu chung cư mà lụp sụp thì rõ ràng là chúng ta sẽ kiên quyết tháo bỏ, dỡ bỏ và hình thành những cái khu dân cư mới, chung cư mới. Thì rõ ràng là gì? Là người dân họ cũng sẽ có một cái quỹ nhà đất để có thể tạo được cái cơ hội để ở. Đồng thời các cái doanh nghiệp họ cũng có một cái mảnh đất, một cái sân chơi có thể để tham gia đầu tư để tạo ra những sản phẩm đó cung cấp cho thị trường. Đó. Thì đấy, tôi nghĩ rằng đấy chúng là những cái gam màu trong cái bức tranh sắp tới. Tuy nhiên không cần đến khi chương trình phát triển đô thị năm 2018 kết thúc mới thấy được sự phát triển ở vùng ven, bởi ngay khi thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng ven một năm trước. Cụ thể, trong 80 dự án xây dựng các công trình giao thông khắp thành phố trong năm 2017 thì đa phần tập trung ở các quận, huyện vùng ven, đó là tuyến vành đai 2, vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành, đến việc xây dựng hàng loạt cầu vượt và dự án mở rộng đường ở các quận, huyện ven trung tâm thành phố thì thị trường nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trở nên sôi động. Bởi các ông chủ địa ốc tiến quân rầm rộ ra ngoại thành như những cái tên Thủ Đức House, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Novaland v.v. Minh chứng là các quận huyện vùng ven ở khu Tây và Đông thành phố đã trở thành khu vực hấp dẫn để xây nhà của các chủ đầu tư. Khi chiếm trên 60% nguồn cung trong năm 2017, các chuyên gia dự báo, trong năm 2018, khu Đông gồm quận 2, quận 9, Thủ Đức tiếp tục sẽ là điểm sáng của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy là trong 3 năm nay đã có nhiều cái kết nối. Sắp tới chắc chắn như là cái cầu mà qua Cảng Cát Lái qua bên Nhân Trạch sẽ làm xong rồi, sẽ là những cái khu đường cao tốc Bến Lức Long Thành nó kết nối lên thì rõ ràng khu Đông nó đi từ phía ta gọi là trung tâm quận nhất qua quận 2 đi qua Nhân Trạch đi tới là Vũng Tàu tiếp tục lên Long Thành là không thể không xây sân bay, thì những như vậy là nó sẽ rất là sống động. Do đó khu Đông luôn luôn là một khu mà sẽ có giá trị gia tăng lớn nhất.
Như vậy, nếu lấy bản đồ quy hoạch đô thị năm 2010 thì sự thay đổi sẽ là thêm những mảng màu. Cụ thể, khu đất ở phát triển mới sẽ xuất hiện nhiều quanh trung tâm thành phố như huyện Nhà Bè, quận 9, quận 12, huyện Bình Chánh, quận Thủ Đức. Riêng các quận trung tâm thành phố thì hầu như vẫn là đất hiện hữu. Thậm chí các chuyên gia dự báo trong tương lai, vòng tròn phát triển bất động sản sẽ còn mở rộng ra 7 tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các huyện như là Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức của tỉnh Long An, rồi Bình Dương thì chúng ta có thị xã Thủ Dầu Một, có thị Thuận An, Dĩ An, Biên Hòa thì có thành phố Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhân Trạch, vân vân. Tất cả những huyện này nó sẽ có điều kiện để phát triển thành các khu đô thị vệ tinh với một cái sự hình thành các cái đường kết nối giao thông liên vùng mà chúng ta thấy đang dần dần hình thành. Trong đó, sự sôi động này được nắm bắt nhanh nhạy nhất là trên thị trường thứ cấp, khi các nhà đầu tư bắt đầu đầu quân về vùng ven, mạnh mẽ nhất là đất nền. Khi trong những tháng đầu năm, giá đất ở quận 9, Thủ Đức đã tăng 20% so với đầu năm 2017 và tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Thậm chí, một số quận vùng ven đã thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới, khi giá nhà đất đã tăng trung bình 30%. Như vậy, sau khi đô thị mới được hình thành, thì liệu thay đổi nữa của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh có phải về giá? Tuy nhiên, câu hỏi này lại không mấy lo ngại với các chuyên gia. Khi mà chúng ta kết nối hạ tầng giao thông, thì những khu vực vùng ven đó chắc chắn giá nó sẽ lên. Nhưng mà nó lên đúng theo sự phát triển của thị trường, là anh phát triển giao thông hạ tầng và anh hình thành những khu dân cư. Như vậy, với mục tiêu chỉnh trang và phát triển đô thị, thay đổi của thị trường bất động sản sẽ là sự chuyển dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, thay đổi sẽ là những gam màu sáng. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các doanh nghiệp cần tỉnh táo để có chiến lược kinh doanh và hướng phát triển bất động sản của mình. Theo các chuyên gia, đối với doanh nghiệp muốn tham gia vào chương trình phát triển đô thị của thành phố thì cần nắm rõ chính sách quy hoạch. Riêng các doanh nghiệp còn lại cần phải đánh giá kỹ càng chiến lược kinh doanh vùng ven, vì bên cạnh điểm sáng quy hoạch thì khu vực tâm điểm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của phóng viên VITV. Thì đối với doanh nghiệp thì bất động sản thì các cái chủ đầu tư thì rõ ràng hiện nay họ cũng đã có những cái quỹ đất này. Họ cũng đã hình thành những quỹ đất của họ, thì họ cũng có những cái vị trí, những dự án để mà họ có những cái dự án trong tương lai. Tuy nhiên, đối với những cái doanh nghiệp á, thì họ sẽ quan tâm ở đây là thứ nhất là quan tâm về khi mà nhà nước, khi mà chúng ta giải tỏa nhà kênh rạch, đó, thì nó cũng sẽ hình thành những quỹ đất. Khi ta giải tỏa như vậy, thì những cái khu đất mà giải tỏa đó, thì có thể là vì nhà nước sẽ giao cho các cái nhà đầu tư, các bất động sản để ta xây dựng, hình thành những khu dân cư. Thì một phần là bố trí tái định cư cho những cái cư dân mà ta giải tỏa. Rồi một phần là nhà đầu tư có thể kinh doanh cái phần còn lại. Thì đây là vấn đề là gì? Xã hội hóa là kết hợp giữa nhà nước và các cái doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta giải tỏa các cái chung cư cũ, thì rõ ràng là chắc chắn là nhà nước không thể nào mà bỏ ngân sách ra để mà lo việc này được. Thì cũng cần gì? Cần các cái chủ đầu tư. Thế bây giờ để làm sao họ mặn mà hơn trong chuyện này, họ bỏ vốn ra, đúng không? Họ đầu tư lại, cải tạo lại. Thì sau khi mà bố trí cho những cái người dân ở đó, thì còn lại họ sẽ được lợi cái gì? Sẽ kinh doanh cái gì? Đó. Thì nếu như mà giải quyết được vấn đề chính sách đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ thu hút được các chủ đầu tư. Theo quy định hiện hành, việc xác định các chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chi phí liên quan đến sử dụng đất, đặc biệt tranh, bất cập do nhà đầu tư không lường trước được, các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Với những khó khăn như vậy, việc tính toán các chi phí giải tỏa và tổ chức thực hiện giải tỏa diễn ra kéo dài thực hiện, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, dẫn tới rủi ro trong phương án tài chính của nhà đầu tư, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án, quyết định tham gia của nhà đầu tư. Thì hiện tại cái tiến độ hiện nay á, thì Ủy ban nhân dân thành phố đang giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan để thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ nghiên cứu đề xuất dự án và triển khai nghiên cứu khả thi làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự kiến giữa năm 2018 sẽ phê duyệt hồ sơ nghiên cứu khả thi và thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định. Có 3 hình thức chủ yếu như sau. Một là đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng. Hai, đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất đối với các dự án khu đất
phải hoàn chỉnh. Và đầu tư theo hình thức đối tác công tư, mà theo đối tác công tư chúng ta có 7 hình thức, trong đó có hình thức BD, hình thức đầu tư và chuyển giao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên đề xây dựng bất động sản hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại, quý khán giả có thể truy cập vitv.vn hoặc qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.